giống như bao ứng viên khác, nộp hồ sơ xin nhập quốc tịch Anh, cô Marco bắt buộc phải làm bài kiểm tra mang tên Life in the UK, tạm dịch là cuộc sống ở Vương quốc Anh. Cô phải trả lời đúng ít nhất 18 trong số 24 câu hỏi có trong đề thi. Bài kiểm tra này đòi hỏi thí sinh phải có kiến thức lịch sử, văn hóa và xã hội Anh. Chẳng hạn như, ai là người đầu tiên mở nhà hàng Ấn Độ tại Anh? Chuông đồng hồ Big Ben được xây dựng khi nào? 58%. Bài kiểm tra này khá khó. Tôi đã học lịch sử ở trường, nhưng có những câu hỏi tôi không thể nào hiểu nổi. Theo một số liệu thống kê, trong tổng số 133.490 người làm bài kiểm tra Life in the UK hồi năm 2016, thì chỉ có 86.000 người vượt qua. Bên cạnh thử thách này, để chính thức trở thành công dân Anh, cô Marco sẽ phải sống ở Anh trong 3 năm và có thu nhập ít nhất là 16.800 bảng Anh, tức gần 580 triệu đồng Việt Nam trên một năm.